Đây có cây buộc, cây buộc ở cái mái nhà em ơi. Ơ bỏ rừng này. Ơ bỏ rừng này. Vừa đọc như đấy, đâu nó vải này, đâu rừng nhắm này, đâu rừng mít này. Vải rất ngon này. Đấy. Đi con sổ hóa đọc quay. Quả đọc luôn. Đấy, bằng người. Nắng quá anh em. Nắng quá, nắng quá, nắng quá. Ra ngoài này cho nó rất nắng. Nó mát. Rất là nóng. Ừ. Đứng ở ngoài đường em ấy. Nắng quá. Mệt. Ừ. Sùng. Sùng. Nó nhìn mình em, nó nhìn mình em à. Nó nhìn mình em à, thôi mình cho nó nhìn ra, mình chưa nói được. Nó thằng ấy nó cứ nhìn mình em à. Đấy, nói anh em kìa. Anh gì nói cho anh em. Đấy, đứng kìa, nó chỉ mình à. Nó chỉ mình em. Đấy, chỉ mình đi. Em thấy nó cứ chỉ mình em ạ, thằng này nó bị làm sao ấy. Đấy, nó cứ nói chuyện cái điện thoại của nó chỉ mình em ạ. Thằng này nó chắc là cái đầu nó không bình thường em ạ. Nó cứ đứng nó nhìn mình đấy em ạ. Thằng nó có vấn đề à em ạ. Nó cứ đứng nó nhìn mình em. Nó ngồi kiểu gì em ạ. Đấy. Đấy, thằng ấy nó cứ đứng nói chuyện mình với anh em ạ. Thằng này đầu nó có vấn đề đó. Nó lóc thật đấy các bạn. Thằng nóng gay gắt quá anh em ạ. Mùa hè nóng lắm. Đấy nó ra đây rồi này anh em ơi. Chỉ gì kìa. Thằng nó đi rồi anh em ạ. Nó lại ra đấy. Thằng ấy bị làm sao ấy anh em ạ. Nó bị làm sao ấy. Nó đi ra đi vào đấy. Nó chỉ đi ra anh em ạ. Đấy, em thấy chưa. Nó đi ra đi vào mấy lần rồi anh em ạ. Thằng này đầu nó vấn đề rồi. Đầu chắc nó bị làm sao ấy. Thằng này đầu nó bị làm sao ấy. Đeo kính luôn á, nữa anh. Bây giờ mình sẽ bảo mình lấy kính của mình đeo anh nhé.